Rồi, ngồi ghế. Mời hai bạn tháo mặt nạ của mình ra. Hết sức là đặc biệt. Chào chị Cát Tường. Hôm nay là một buổi hẹn hò khá thú vị. Rồi, em trai giới thiệu trước đi em. Dạ, em tên Lê Quốc Bình, nghề nghiệp là bên kỹ thuật viên điện. Kỹ thuật viên điện. Bên giám sát công trường. À, giám sát công trường là mình cũng đi ra công trường giám sát những cái công trình đó phải không? Dạ. À, quê em ở đâu? Quê em ở Bình Phước. Năm nay bao nhiêu tuổi? À, năm nay em 33 tuổi. 33 tuổi ở Bình Phước làm kỹ thuật điện. Dạ. Mình đang sống với ai? À, đang sống trọ mình. Sống trọ một mình. Ủa, về nhà ba mẹ ở đâu? À, ba mẹ ở Bình Phước. Ở Bình Phước sao không ở nhà mà ra ngoài ở mình? Dạ, em làm ở Bình Dương. À, ở Bình Phước mà làm ở Bình Dương. Rồi, Bình Dương ở đoạn nào vậy em? Ở phía ship 2, phố mới. Rồi, mời em gái giới thiệu. Dạ, em tên là Loan. Hiện tại em đang sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh, quê mình ở đâu cơ? Dạ, quê ở Bình Phước luôn ạ. Quê Bình Phước luôn, nghĩa là cùng quê rồi. Dạ. Hỏi thử coi mình có biết nhau ở quê không, nhiều khi quen à. Em ở đâu Bình Phước em? Dạ, em ở Lộc Ninh, Bình Phước ạ. À, anh gần hơn xíu, anh ở Bình Long. Dạ. Gần hơn em. Gần hơn. Ở đó đi xuống của em chắc khoảng 1 tiếng. Vậy mai mốt có về quê hai đứa rủ nhau về chung cho vui ha. Có bạn đi đường chung ha. Ê, em đang làm công việc gì? Dạ em làm giáo viên tiểu học, dạy ở quận 4 ạ. À, quận 4. Rồi em trên đây là em ở với ai? Dạy ở với ai? Dạ em ở phòng trọ một mình. Ở quận mấy? Ở quận 5. Quận 5. Biết đường lên quận 5 không? Dạ chưa. Chưa luôn. Dạ, chưa. Rồi hẹn hò làm sao đấy? Từ Bình Dương chạy lên quận 5. Thời gian làm việc của em sao? Dạ làm giờ hành chính à. À, thứ bảy chủ nhật nghỉ. Đúng rồi, chủ nhật nghỉ. Còn em? Dạ em nói chung là xuyên suốt tuần chỉ có chủ nhật với nghỉ, tại vì buổi tối em còn đi học nữa. Tối học gì nữa? Em học, đang học liên thông lên đại học. Và buổi tối em có đi làm gia sư nữa. Nói vậy chung là kín tuần. Coi như kín tuần luôn. Chỉ có chủ nhật thôi. Chủ nhật là được nghỉ hết cả ngày. Dạ, nếu mà chủ nhật ở trường không có hoạt động thì em rảnh, còn nếu có hoạt động thì em phải đi. Thì có thể hẹn hò mình sẽ hẹn vô chủ nhật. Dạ. Nên là bạn trai đúng rồi, chủ nhật thì rảnh rỗi sáng ngủ dậy sớm ha. Khỏe mạnh ha. Lái xe chạy xe ở dưới Bình Dương lên gần mà, chạy lên khoảng chừng tiếng hồ à, tới rồi. Được không? Được ạ. Rồi ok, hợp lý. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? À, điểm mạnh em là hoạt động vui vẻ. À, thích thể thao, à, không hút thuốc, không rượu. Không hút thuốc, không uống rượu luôn. Dân làm công trình mà không hút thuốc, không uống rượu. Ủa, hay vậy? Thì có tiệc tùng thì có uống chút bia, hai ba lon. À, rồi. Đó là điểm mạnh, còn điểm yếu? Điểm yếu là hơi nhút nhát, rập rè, dễ nấu ăn được ít món. Còn em gái, điểm mạnh, điểm yếu của em là điểm mạnh của em là thích nấu ăn, với là thích làm những cái đồ thủ công bằng giấy nhúng hay là những cái giấy. À, em làm được luôn á hả? Dạ. Còn điểm yếu là không biết hát, với là cũng hơi trầm tính. Sở thích của em là gì? Thích coi phim cổ trang à. Nói chung là đam mê cổ trang rất là lớn. Cứ đi làm về là ở nhà coi phim thôi thôi chứ. Rồi, cũng bình chẳng thường là ở nhà có vậy không? Dạ không. Hôm nay là em cái kiểu là muốn hóa thân một lần, hóa thân thử vào một vai cổ trang nào đó. Dạ hôm nay là vai gì vậy? Hôm nay là em muốn hóa thân vào Tiểu Long Nữ. Tiểu nhưng Long mà Nữ. Là đồ trắng của Tiểu Long Nữ không có nên em mang tặng đồ này. Chắc qua thành Lý Mãn Sầu quá. Lý Mãn Sầu đâu có đẹp như em đâu. Đâu có đẹp như em đâu. Lý Mãn Sầu đâu đẹp như em đâu, đúng. Rồi, hay, rất là dễ thương. Có coi phim bộ không? Có phim cổ trang không? Có coi. Biết Tiểu Long Nữ là đi tìm ai không? Dương Quá. Đúng rồi, hay quá, có coi phim luôn. Không biết nay em có làm Dương Quá được không mà nha. Tình trường của mình sao? Trước giờ chỉ quen một mối tình. Quen được bao lâu? À, quen được nửa năm. Nửa năm. Rồi lý do sao chia tay? Công việc cũng nhiều rồi, không có thời gian về, bạn nữ không tin tưởng, cái bạn nữ chia tay. À, là bạn nữ đó ở quê? Dạ, ở quê. Rồi chia tay bao lâu rồi? Tay này 2 năm. 2 năm rồi sao? Suốt 2 năm nay ở trên này không có quen ai hết hả? À, chứ giờ không quen được ai hết nè. Lý do? Do công việc rồi, lo gia đình rồi, không chịu quen. Rồi bây giờ nếu mà quen bạn gái nữa rồi có thời gian dành cho bạn gái không? Hay là cũng lo công việc rồi? Có thời gian. Có thời gian để em sắp xếp được. Được phải không? Xếp cưới tuần được. Rồi vậy còn em? Dạ là em có 3 mối tình ạ. 3 mối tình rồi, kể nghe coi nè. 2 mối tình tuổi học trò, còn một mối tình là ở thời sinh viên ạ. Rồi, mối tình sinh viên quen được mấy năm? Dạ, khoảng nửa năm ạ. Có nửa năm mà sao giống bên đây quá vậy, nửa năm vậy? Sao chia tay? Cái tôi của hai người quá lớn ạ. Lúc đầu là hai đứa cũng biết là sẽ bù đắp, bù trừ cho nhau. Nhưng mà hôm qua nửa năm thì càng ngày càng cãi nhau nhiều. Vì nguyên nhân gì? À, bạn đó là một người hướng ngoại, là thích đi những hoạt động nhiều với bạn bè. Còn em thì đa số là em thiên về gia đình hơn. Vậy nếu em không đi chơi bạn bè thì em ở nhà, em muốn là ở nhà làm gì? Em thích nấu ăn, sẽ nội trợ. Cái kiểu là em có thể bỏ ra 2 đến 3 tiếng đồng hồ để nấu một số món gì đó gia đình em thích ăn. Có nghĩa là bạn kia thì thích đi ra ngoài để mà liên kết, để thêm mối quan hệ, thêm mối bạn bè. Em chỉ thích ở nhà thôi. Đúng không? Bạn đó là thích để đam mê coi phim là nó vui hơn hả? Cái tính của em cái kiểu là
hình như là hơi quyết đoán á, những chuyện gì em đều quyết hết, không cần hỏi ý bạn nam chắc vì như vậy nhiều. Mày chia tay bao nhiêu lâu rồi? 3 năm mấy rồi. 3 năm nay tại sao không quen được mối tình nào khác? Tại vì công việc của em cũng không có gặp nhiều người lớn nữa. Buổi sáng đi học con nít, cùng buổi chiều cũng buổi tối cũng đi gặp rồi họ đi học á. Còn công việc nó đâm ra lại cũng không có quen được. Thế mới là cảm giác hơi sợ. Sợ gì em? Cái kiểu là mình bỏ ra nhiều thời gian công sức quá mà cái kiểu là đổi lại thì không có được gì. Nói chung tụi em cũng là những người là chưa có kinh nghiệm nhiều trong tình yêu ha. Mỗi người chỉ vỏn vẹn mối tình ngắn ngắn thôi. Thế bây giờ em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Nhà là một mẫu người bạn trai là giống khá giống ba em một tí á. Cụ thể là như thế nào? Trong gia đình thì ba em là người nấu ăn ngon nhất. Là công việc nhà thì ba cũng san sẻ, cũng làm. Nói chung là ba chẳng bao giờ đánh vợ đánh con hết. Cưng con, chăm sóc gia đình, không có vũ phu. Dạ. Đúng không? Rồi còn em mong muốn một người bạn gái như thế nào? Bạn gái bình thường giản dị. Đơn giản vậy thôi. Về ngoại hình dáng được người là được. Được người là được sao? Trời, cái được của em chị đâu có biết. Dễ thương, cũng dễ nhìn là được. Em có mê coi phim không? Cũng có. Ví dụ giờ lấy vợ về tới giờ cơm dọn trễ quay qua nhìn thấy vợ đang ngồi khóc thúc thích coi hoàn cảnh trong phim thằng vai chính mới chết. Rồi lúc đó em xử trí như sao? Đói bụng quá rồi mà giờ vợ chưa nấu cơm nữa lo ngồi coi phim. Sướng năn nỉ ăn xong rồi lên coi tiếp. Năn nỉ vợ ăn lên coi tiếp. Ai nấu cho ăn? Vợ chưa nấu luôn, vợ mắc coi phim bộ. Xuống hai người nấu. Có coi chung với vợ luôn không? Chắc có. Chắc có luôn. Rồi coi, cưng vợ dữ ha. Để coi có hình không, cho chị mượn hình coi. Dạ có. Đó, hai cô đó chọn một, bốn anh chọn một. Ráng nha tiểu long nữ, ráng kiếm ra dương quá nha. Cô đầu tiên. Lý do sao chọn cô đó? Thấy có nét làm giáo viên hơn. Có nét làm giáo viên hả? Em sai rồi. Cổ là tiểu lục nữ chứ không phải giáo viên. Đâu, chọn anh nào? Em nghĩ là anh nhỏ nhất. Lý do sao chọn anh nhỏ nhất? Em nghĩ như vậy. Em thấy cách nói chuyện rồi em chọn. Đó là tao chọn vậy thôi. Còn bây giờ chúng ta kiểm tra xem là mình chọn có đúng hay sai nha. Mời các bạn nhìn về phía cánh cửa trái tim này được mở ra. Giao cho anh. Sao ạ? Vì sai. Em bị sai. Em sao? Cũng sai. Sai luôn. Trời ơi, không, chắc hai bạn cái này đó là sai. Cũng là giáo viên tiểu học luôn ạ. Hai tụi em đều là giáo viên tiểu học. Cũng là từ Bình Phước luôn ạ. Ấn tượng đầu tiên cho cánh cửa trái tim này mở ra, em có cảm xúc như thế nào? Cảm xúc nhìn bằng nữa cũng rất dễ thương. Có suy nghĩ gì về trang phục bạn ấy hôm nay mặc đến với chương trình không? Trang phục thì giống cô tiểu long nữ. Giống cô tiểu long nữ. Lý mặn sậu. Nếu bằng nữ mặc đồ trắng em phải là vui quá không? Không biết. Không biết nữa ha. Thế còn em, cảm xúc đầu tiên khi cánh cửa trái tim này mở ra là gì? Ngạc nhiên à. Ngạc nhiên gì? Dạ tại vì em suy nghĩ nó hơi sai sai. Và cuối cùng nhìn thực tế thì em thấy như thế nào? Dạ cũng được ạ. Cũng được ạ. Tại vì những người đa số là làm ngoài thì da dẻ sẽ mạnh mẽ, khỏe khoắn ạ. Thế bây giờ chị Tường sẽ dành cho hai bạn ít phút nha, để hai bạn trò chuyện trực tiếp với nhau. Thời gian chương trình không có nhiều nên mình muốn cái gì, mình thắc mắc cái gì mình cứ thẳng thắn mình hỏi nha hai bạn nha. Mời món ăn của nhà hàng Hoàng Yến. Tặng quà đi em. Tặng quà trái tim luôn. Tặng quà bao hòa. Dạ em cảm ơn. Dạ em cũng có món quà muốn tặng cho anh. Đây là có một người bạn tặng cho em thấy nội dung hay, cái lời em gửi lại cho anh ạ. Mong anh đọc ạ. Nội dung nói về gì vậy em? Cái câu chuyện đó là kể về một con vợ, nhưng mà ẩn ý sau đó là nói về tính cách của con người, hãy buông thả những cái mặt xấu mà thể hiện mặt tốt của mình. Anh về đó không? Anh cũng khói coi mấy cái chuyện cổ tích ngày xưa rồi. Rồi, bây giờ thì chị Tường mời hai bạn thưởng thức món ăn ngon của nhà hàng Hoàng Yến. Trước mặt các bạn đây là món bánh đúc nè, bánh bèo nè, chả giò nè, bánh và trái cây. Bánh bèo chén, bánh đúc thì là một cái món ăn rất là dân dã, bình dị của người Việt Nam mình ha. Rồi, vừa ăn ngon vừa tâm sự với nhau nha. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay trở lại. Mời hai bạn ngon miệng. Dạ. Mời em. Dạ, dạ, dạ. Mời anh giới thiệu em nhiêu tuổi? Dạ em 23 ạ. 23. Dạ. Ủa vậy là cũng mới làm đây đúng không? Dạ em mới, em làm được 1 năm rồi. Nhưng mà vô trường công thì em mới vô được 4 tháng thôi ạ. Còn trong thời gian tập sự.
Em ở Bình Phước xong làm ở Bình Phước luôn, có trường mà tại thành phố cao chứ. Tại vì em muốn định hướng là ở trên thành phố luôn. Nếu mà có lập gia đình là anh muốn lập gia đình ở dưới Bình Phước hay là như thế nào ạ? Công việc là làm luôn ở Bình Dương, chỉ cuối tuần hay về chơi thôi. Dạ, anh nghĩ thế nào về chồng giúp vợ công việc nhà thì anh nghĩ như thế nào? Nói chung công việc nhà thì làm được, chỉ có nấu ăn thì chỉ phụ ngày thay ra chứ không nấu không ngon. Dạ. Ủa, nhà anh có mấy anh chị em? Đồng ra 6 chị em, 4 người của gia đình rồi. Dạ. Anh làm Bình Dương là thành phố mới anh? Mà nghe gì Bình Dương mới á. Như vậy lên Sài Gòn cũng xa à? Thì từ đây em chạy xuống dưới đây là gần tiếng rưỡi. Dạ đúng rồi. Lâu lâu em cũng chạy xe máy về nhà. Nhưng mà cứ hẹn cuối tuần đi về được. Anh dạ, chỉ lắm 2 tuần, 3 tuần là về 1 lần. Dạ. Còn công việc anh có phải đi ra công trình này nọ, có đi ra miền Bắc hay gì nữa nhiều, hay là tập trung ở miền Nam nè? Tại công ty. Anh có sợ con gái tính hơi gia trưởng không? Cũng không sợ. Thì gia trưởng còn khó hay không là do mình biết quyết định, do suy nghĩ của mình. Tại vì đa số là những cái quyết định của em là đa số là em sẽ tự quyết định. Em sợ có một số bạn nam nói là không tôn trọng bạn nam. Nhưng cái kia là theo em nghĩ là cái gì mình nữ quyết định được thì mình sẽ quyết định. Còn những cái trường hợp lớn thì mới đưa cho trụ cột như là chồng mình quyết định. Trước giờ anh cũng tự lập, có sống con mình ở đây nên cũng tự quyết định không? Dạ. Cũng không có hỏi. Sao? Nãy giờ có tranh thủ không? Tâm sự nhiều không? Cũng có à. Ăn ngon không? Ăn ngon vậy. Ăn ngon ha. Nãy giờ mình đã hỏi gì nhau về những quan điểm hôn nhân gia đình không? Ví dụ như là trước tiên là ví dụ như được thì bao giờ em tính tới chuyện kết hôn? Chắc khoảng 2 đến 3 năm nữa, tại vì em còn học 1 năm nữa. Học 1 năm nữa thì sao? Không học xong đám cưới mà phải tại 2-3 năm. Tại vì công việc của em mới thật sự á, em cũng muốn ổn định 2-3 năm nữa. Thì không biết là anh có thể chuyển lên thành phố sống không? Tại vì em đa số là em muốn lập nghiệp ở trên thành phố luôn ạ. Rồi nãy giờ hỏi ảnh chưa, trao đổi với ảnh chưa? Dạ chưa. Đó, giờ ảnh thay lời muốn nói luôn đó, trả lời câu hỏi của em đi. Nói chung anh dự tính thì khoảng 1 năm là cưới. Còn nếu mà chuyển công tác á thì anh có chuyển được không? Chuyển công tác thì chuyển cũng được nhưng mà mới làm thì hơi xa. Rồi thí dụ chuyển công tác là đi làm hơi xa là sao chị chưa hiểu? Là chuyển công tác là đi không chuyển chỗ ở thôi thì đi làm. À chuyển chỗ ở thôi chứ công tác thì không chuyển được. À công tác không chuyển chỗ ở thì đi làm hơi xa. Tại công việc là giờ hiện tại đang ổn định. À, cái việc của em còn dễ chứ cái việc của ảnh nó khó lắm, anh là kỹ sư điện mà mới làm công trình thì nó cũng khó đúng không? Nhưng mà công việc em chỉ là ổn. Chuyển công tác là trừ khi mốt như mình làm khoảng 10 năm hay mấy năm là mình dặn nghỉ hưu rồi mình về mình làm nghỉ hưu đâu sớm vậy không biết nữa. Thì khoảng 15 năm là nghỉ rồi vậy. Vậy hả? Nghỉ hưu sớm vậy hả? Nghĩ về mình tự buôn bán riêng, mình mở kinh doanh. Nhưng mà giờ công việc của em là cái công việc đó ổn định không? Cái thu nhập nó có thể nuôi được vợ con không? Dạ được. Được. Nghĩa là thật sự chị nghĩ ở đâu không quan trọng. Ở đâu mà ổn định được cái cuộc sống hai chồng, lo cho con cho cái là ok. Thôi trước mắt cứ tìm hiểu nhau đi, coi có tính tình hợp nhau, tình cảm nó có phát triển hay không. Nếu mà có thì từ từ mình sắp xếp. Cái chuyện chị nghĩ thật là Bình Dương thành phố thì nó cũng gần chứ không xa. Nhưng mà cái vụ mà anh nói ra, thí dụ anh muốn 1 năm mà đám cưới rồi thì em nghĩ sao? 1 năm thì quá sớm đối với em ạ. Thôi thì mình nói năm vậy là khoảng 24 tuổi thôi. Nói vậy thôi chứ còn tình duyên là khó nói lắm, tùy ha. Ở đâu là tính tới đó. Nhưng mà theo em quan niệm thì trong hôn nhân thì vợ chồng ai sẽ là người quản lý về tài chính trong nhà? Tài chính thì nam hay nữ cũng không quan trọng, quan trọng là người biết giữ hay không. Tài khoản thì giờ nằm thẻ hết rồi, thẻ ai giữ cũng được. Ai rút cũng báo cho người kia ton ton hết trơn ha. Quan trọng là, nhưng mà các anh em có cái kế hoạch xây dựng cái cuộc sống gia đình của em là như thế nào không? Kế hoạch là làm khoảng cũng vài năm đến 10 năm là nghĩ về tự kinh doanh riêng cho mình. Tự kinh doanh về cái gì? Bên kim khí điện máy. Cũng có cái hướng sẵn rồi ha. Thì em định là thí dụ sau này là mua nhà, mua cửa là mua ở Bình Dương luôn hay là sao? Cũng vừa tính là ở Bình Dương. Đất thì có mua ở Bình Phước rồi. Đất thì mua Bình Phước rồi. Sao lại không ở Bình Phước mà ở Bình Dương? Tại công việc ở dưới này nó thấy nó ổn định với lại nó tiện hơn. Đất thì có Bình Phước rồi nhưng mà công việc thì đang tốt ở Bình Dương. Dạ. Thì mình em cũng vậy thôi, em cũng Bình Phước vô thì mình cũng ở trọ đi làm thôi mà. Tương lai 1-2 năm nữa chưa có nói trước được ha. Giờ sẽ có mấy cái lá bài ha. Tụi em sẽ bóc những cái lá bài trong này, mỗi người một lá, đọc lớn yêu cầu trong này rồi thực hiện. Mời em. Trong đó đi. Hãy nhìn thẳng người đối diện, sau đó nói một câu bắt đầu bằng bà xã ơi hoặc ông xã ơi. Bà xã ơi. Vậy là yêu rồi, vậy là tương tư thôi. Trời ơi, chưa nhìn là ta chưa nhìn luôn á, chưa nhìn luôn.
nhìn nhau cái đã. Bà xã ơi, sao vậy em, sao né ánh mắt anh vậy? Giờ hai người nhìn nhau 30 giây tôi coi nè. Tại vì nói có một câu một cái dừng luôn. Nói thêm thì cũng được đó, câu đó là chương trình bắt buộc. Người ta nói nè, là nói một câu bắt đầu bằng cái này, chứ không phải nói có ba chữ này. Là em muốn nói gì em nói, nhưng mà bắt đầu bằng ba chữ này, hiểu không? Rồi làm lại. Em đọc bài thơ có liên quan đến xíu rồi được à? Cũng miễn bắt đầu là ba chữ đó là được rồi. Anh yêu bà xã bằng tình yêu chân thật, yêu thằng bằng cả trái tim. Trước đến giờ chưa bao giờ lên sóng, đến đây rồi em đi về cùng với nhau. Oh. Dạ hay à. Ủa này em tự làm hả? Dạ. Chứ đâu có thơ của ai kỳ vậy? Tự chế. Tự chế. Dạ. Cũng cảm xúc, mặc dù không phải là láng mượt gì nhưng mà có cảm xúc và nó hợp với chương trình. Rồi mời em gái. Gì dạ. Nếu gặp một bạn trai cực kỳ ấn tượng và đẹp trai, bạn có tin vào tình yêu sét đánh hay không? Vì sao? Theo em thì em tin ạ. Giống y là anh trai của em chỉ gặp chị em trong vòng khoảng một tuần thôi là nửa tháng sau đã cưới đó ạ. Wow, vậy dạ, hả? Chính là anh trai của em luôn. Tại em cũng tin vào điều đó. Dạ, có một số trường hợp là tình yêu sét đánh nhưng họ vẫn chung sống với nhau tới nhà. Và bản thân em, nếu để em lựa chọn thì em thích tình yêu sét đánh mới gặp để ưng nhau liền, hay là em thích cái kiểu từ từ tìm hiểu? Cái kiểu là tình yêu sét đánh á, thì trong một số trường hợp như là gặp, như là trong một buổi tiệc này đó, thì có chắc là em sẽ chịu. Còn như là muốn quen từ từ á, là như là trong một mối quan hệ như là đồng nghiệp hay là những thì em sẽ tìm hiểu từ từ. Thì tìm hiểu từ từ nó sẽ hiểu nhau hơn. Cái nào cũng có cái hay của nó ha. Dạ, cái tình yêu sét đánh nó có những cái lãng mạn, có những cái ấn tượng khó phai ha. Dạ. Còn tìm hiểu từ từ thì ok, nhiều khi nó chậm mà nó lại chắc. Dạ. Bây giờ một cơ hội nữa dành cho hai bạn ha. Nhìn nhau 30 giây, mỗi người nói cho nhau nghe cái cảm xúc hiện tại của mình là gì trước khi đưa ra quyết định bấm nút. Thời lượng chương trình rất là ngắn, không có đủ để hiểu nhau hết đâu. Mình chỉ đo cảm xúc của mình thôi. Nếu mình thấy rằng đối phương này là có thể là một nửa mà mình tìm kiếm, có thể là cái người mình tin tưởng được, thì mình cho nhau cái cơ hội. Rồi mời hai bạn, bạn trai nói trước. Nói chung lúc nhìn em cũng dễ mến, nói chung mình hãy cho nhau cơ hội làm quen tìm hiểu. Em cũng nghĩ vậy. Tại vì cho nhau cơ hội thì cứ làm bạn trước đã. Như là tình yêu sét đánh không được thì có thể tìm hiểu từ từ. Đúng rồi, thì bấm nút có nghĩa là mình đồng ý cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau, để mà một mối quan hệ trai gái, chứ không phải là bấm nút để cái này không phải tìm bạn bốn phương nha. Dạ. Bấm nút là mình phải nắm tay nhau, mình hôn nhau trước sự chứng kiến của nhiều người để bắt đầu một mối quan hệ tìm hiểu. Nếu được thì mình sẽ tiến tới hôn nhân. Còn chị sẽ thấy là về cơ bản ngoại hình hay công việc thì hai bạn cũng là khá tương ứng với nhau, phù hợp với nhau. Đây là một chàng trai có thể hơi kiệm lời, ít nói, nhưng có thể là một bờ vai vững chắc. Nếu mà muốn cuộc sống bình yên, một cái người chồng mà chị nghĩ là nó cũng chu toàn trong gia đình thì có lẽ anh này là phù hợp. Đây là một cô gái trẻ, còn nhiều ước mơ, nhiều hoài bão, dễ thương, duyên dáng. Đó, để chị đưa ra những cái ưu điểm của hai bạn để cho các bạn lựa chọn cho đúng đắn, đưa ra cái quyết định của mình. Và bấm nút thì phải chịu trách nhiệm với nút bấm của mình. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của Duy Tường, đồng ý thì bấm nút, mà không đồng ý lấy tay ra. Mời hai bạn nhắm mắt lại. 1 2 3 Hết thời gian. Rất dễ thương đây, một cặp đôi dễ thương lắm á. Mời em qua đây. Dạ. Rồi, xin chào bạn nha. Bạn nghe rõ không? Dạ, em nghe rõ chị. Ok, bây giờ bạn sẽ có khoảng 5 phút thôi. Mình sẽ chủ động, mình chia sẻ về cái thông tin của mình. Đầu tiên bạn nói về cái thông tin họ tên, rồi công việc, nghề nghiệp, quê quán của mình. Sau đó bạn nói cái điểm mạnh, điểm yếu, đường tình duyên đầy đủ ha. Có nghĩa là mình chủ động, mình chia sẻ hết về bản thân. Nếu như thiếu cái thông tin gì thì bên biên tập mình sẽ hỏi thêm. Dạ. Nha. Rồi bây giờ đầu tiên mời bạn ha. Mình giới thiệu đi ạ. Họ tên, công việc, quê quán của mình ạ. Dạ, em tên là Hà Thị Đài Loan. Em sinh năm 1993. Thì trước giờ sau khi tốt nghiệp thì công việc của em thì em đang làm nhân viên kinh doanh cho một công ty Nhật. Tới bây giờ thì em làm cũng được 7 năm, nhưng mà năm nay thì em có đi công tác bên Nhật nên hiện tại thì em vẫn đang làm việc bên Nhật. Còn trước giờ thì em sinh ra ở Huế, nhưng mà ba mẹ thì di chuyển vô Cần Thơ sống, nên là trước giờ thì
Em vẫn sống ở Cần Thơ, thành phố Cần Thơ. Thật ra thì em ở Cần Thơ nhưng mà vì tính chất công việc nên là thường là sẽ Hồ Chí Minh với lại Cần Thơ thì em sẽ hay di chuyển. Và sở thích tới giờ của em thì cũng đơn giản là kiểu đọc sách và như mọi người thì cũng xem phim nghe nhạc. Đường tình duyên của em thì trước trước đây thì em cũng có quen một bạn nhưng mà không hợp nên tụi em cũng không quen nhau, tới giờ cũng được hơn 2 năm. Bây giờ thì vẫn đang tập trung cho công việc nên tới tuổi này em vẫn muốn tìm một người hợp với mình, kiểu để người đó kiểu tiếp người là nhẹ nhàng, cùng nhau lắng nghe chia sẻ và hợp với nhau ở trong công việc cũng như là cách suy nghĩ, quan điểm cuộc sống. Rồi em nói hết đi Chị ha. Rồi ạ. dạ và bây giờ thì em vẫn vừa làm vừa kiếm một người như vậy nên thông qua chương trình thì em cũng hy vọng là người đó sẽ sớm tìm được nhanh hơn. Dạ em xin hết. Rồi cho chị hỏi là em làm bên đó, là em ở bên đó vậy được mấy năm rồi? Thật ra là cái này thì em trước mắt thì em hợp đồng trong 1 năm nên bây giờ em ở là được khoảng tầm 7 tháng rồi ạ. Vậy thì hợp đồng 1 năm, nhưng mà em có dự định là em ở đó thêm không đó? Kế hoạch em có về nước đây không hay sao? Dạ thì hết tháng 8 này là hết hợp đồng thì em sẽ về lại Việt Nam nên em vẫn muốn là tìm bạn ở bên Việt Nam nhiều hơn. Rồi. Ok em, mà bây giờ hồi trước thì em có học chuyên ngành của mình là gì ha? Dạ, chuyên ngành của em học bên quản lý môi trường. À, Thì sau khi ra rồi. trường em cho một công ty môi trường 2 năm. Sau đó thì em chuyển công việc. Rồi, nhưng mà em vậy là qua bên đó 7 tháng mà không có tìm hiểu quen ai hả em hả? Có mong Tại vì ai được không? bên Nhật thì môi trường công việc nó cũng rất là bận á. Qua đây thì làm xong về rồi thời gian mình phải thích nghi với tất cả văn hóa rồi thức ăn đồ uống rồi. Nên là thành ra là cái thời gian mà tìm hiểu thì nó cũng không có nhiều, với lại qua đây cũng phải học tiếng, nâng cao cái tiếng, tại vì qua đây thì người ta sẽ không xài tiếng Anh nữa mà người ta xài là tiếng Nhật không, nên em cũng cần thời gian để ngoài công việc thì phải học thêm tiếng. Rồi ok em. Em mong muốn tìm bạn trai như thế nào, về ngoại hình, công việc, tuổi tác, quê quán của anh đó? Tiếp người bạn trai của em thì em vẫn hy vọng là người miền Nam, từ Hồ Chí Minh đổ vào, Hồ Chí Minh đổ vào xuống miền Tây cũng được. Và tiếp theo là bạn trai thì sẽ cao hơn em nên em mong muốn chiều cao là tầm khoảng 1m7 đến 1m8, 1m8 đổ lại. Cao hơn em thì 1m7 đến 1m8 thôi. Còn tiếp người em mong muốn thì kiểu người chịu lắng nghe, chia sẻ và kiểu đồng quan điểm, nói chung là hai người cùng cùng quan điểm ở trong cuộc sống là được. Rồi, em cao bao nhiêu á? Dạ hiện tại em cao 1m6. Em nặng bao nhiêu? Em nặng 55. Rồi ok em. Rồi, nếu mà ghi hình á vậy thì em về thì như thế nào đây? Em Đại Lê đúng không? Dạ Em tên gì á? Cái họ em tên tên em. Loan Hà, em tên Loan Hà. Hà. Nghe chị. Rồi, Loan Hà đúng không? Rồi vậy thì nếu mà ghi hình á thì ví dụ ngày 14 tháng 4 chị có lịch quay thì em về được không? Hay là phải khi nào hết năm mới được? Dạ em hết năm chị ơi, chứ giờ em vẫn còn ở bên Nhật thì em không Đúng về được. rồi. Dạ Ok em. Rồi để chị note lại ở đây ha. Nếu được chọn thì chắc cũng phải khi nào về đây thì mới tham gia được đúng không? dạ đúng rồi. Ok em. Rồi phần cast của mình xong rồi đó Loan Hà ơi. Điện thoại cố định giúp em nha chị. Dạ Rồi
Buổi này thì là buổi casting của bạn muốn hẹn hò em với lại một chị Trúc ở đây là biên tập của chương trình. Thì đầu tiên thì chị giới thiệu về bản thân mình, họ tên, quê quán, nghề nghiệp, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì ha, để cho ban biên tập biết ha. Rồi em mời chị. Dạ em tên là Dương Vũ Thanh Thảo, em sinh ngày 8 tháng 12 năm 1993, quê em ở Tiền Giang. Điểm mạnh của em là nhiệt tình, cố gắng trong công việc, giúp đỡ mọi người. Còn điểm yếu của em là hay mất ước. Em làm nghề gì vậy Thảo? Dạ em làm nhân viên kinh doanh của công ty Bibumac. À, nhân viên kinh doanh. Rồi, thì giờ tình trường của em như thế nào vậy Thảo? Dạ tình trường của em thì em có 2 mối tình đó chị. Rồi mình kể đi, 2 mối tình đó em quen khi nào, quen bao lâu rồi, lý do thì sao chia tay? Kể đi em. Dạ 2 mối tình thì mối tình đầu tiên là em quen hồi thời em còn sinh viên. Em quen cũng được 1 năm rưỡi, xong rồi chia tay vì lý do là bạn đó với em là không có hợp về hoàn cảnh gia đình đó chị. Dạ Cụ thể giùm chị, không hợp là không hợp ở điểm nào? dạ không hợp tại vì bạn đó nhà khá giả hơn em, còn em chỉ là sinh viên ở dưới quê thôi nên ba bạn đó không có chấp nhận. Với lại em thì không có ba mẹ đầy đủ, với lại Ba mẹ em đâu? dạ mẹ em thì mất sớm, em chỉ còn ba thôi. Với lại khác về quan điểm tôn giáo á, tại vì nhà em đạo Chúa nên bạn đó Em đậu không chú. có quen. Dạ Rồi ok. Là còn đó 2 mối tình của em luôn hả? dạ không, một mối tình đó chị, còn mối tình thứ hai thì em mới chia tay gần đây. Tại vì bạn đó giống như là em bị lừa, tại vì bạn đó đang quen em xong rồi tham gia chương trình bạn muốn hẹn hò, xong rồi lên bấm nút luôn, âm thầm lặng lẽ lên bấm nút luôn đó chị. Hả? Hồi nào? Đập nào em? Mà nói ra em ngại quá, tập 876 quá chị. Tập 876 à? Bạn Dạ nó đúng tên gì? rồi, dạ bạn đó tên Kha. Là quen Nói rồi chung có là đang ra mắt hai bên gia đình không? dạ có chị, xong rồi cũng như đang quen em luôn mà lên âm thầm lặng lẽ lên chơi xong rồi bấm nút luôn. Rồi giờ chia tay em hả? Về chia tay em hả? Hay gì Dạ đúng sao? rồi, dạ. Là giờ tìm hiểu bạn đó rồi chia tay em. Dạ đúng rồi. Nhưng mà cái em buồn nhất á là em không có trách bạn đó, nhưng mà em buồn là ba bạn đó. Tại vì á lúc mà em lo cho gia đình bạn đó, mẹ bạn đó bị ốm em nghỉ làm em chăm luôn, xong rồi mẹ bạn đó khỏe, xong rồi ba bạn đó đi cổ vũ cho bạn đó tham gia chương trình luôn, rồi nhận bạn kia làm con dâu luôn, nên em thấy em buồn. Là trước trước đó thì em như thế nào? Trước đó thì em với bạn có chia tay hay là có cãi lộn hay có cái gì không? Nói chung thì cũng bình thường à chị. Bình thường luôn hả? Rồi xong rồi bạn đó lại tham gia chương trình Dạ đúng mà rồi. em không biết luôn. Không, em không biết luôn. Tới ngày em đi làm á, chương trình nó phát sóng, trời ơi, em đi làm không nổi luôn. Em Không về có em. nghĩa vậy nè, em phải coi là hai bạn có nghĩa là đôi khi là bạn này bạn không muốn quen em nữa hay không á nha. Đúng Em rồi. coi chứ không thể tự nhiên mà người ta đang yên đang lành mà người ta đi được, hiểu không? Có nghĩa là có thể là em không chấp nhận chia tay nhưng mà bạn đó theo kiểu là bạn đó nói thôi mình chia tay đi em, rồi em cứ cứ không chịu thì bạn ấy bạn đi không? Nó có cãi nhau hay là cái gì trước Đúng đó không? rồi, phải có xích mích chứ, chứ sao mà tự nhiên cái bạn như vậy. Nói chung thì cũng xích mích xong rồi thôi, xong rồi cũng làm quà, tại vì do bạn có sai trước, lúc nào bạn đó cũng đổ lỗi hết trên đầu em vậy đó. Tại vì do công việc có chị, bạn đó bắt em phải nghỉ làm ở nhà mở tiệm kinh doanh trà sữa, nhưng mà em nói thôi, tại vì em làm bên đây thì công ty em thì em làm cũng lâu rồi, cũng lương cũng ổn định. Nó chứ bất đồng cái công việc gì đó. Thì ví dụ như cũng có bất đồng quan điểm nhưng mà ví dụ như em không buông bạn đó nhưng mà bạn đó vẫn có nói lời chia tay hay cái gì với em mà chứ mà sao mà như vậy được. Nhung là lên chơi rồi bấm nút luôn vậy đó. Sao mà lên chơi được Không, có em? nghĩa là có nghĩa là bạn 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 có nghĩa chỗ này nè, Thảo hiểu như này nè, có nghĩa là nãy là em vừa kể ra cái mà em và bạn bạn trai em á không có thương lượng được,
nghĩa là bạn ấy muốn em nghỉ làm này nọ kia nhưng mà em không có đồng ý đúng không, thì có nghĩa là bạn ấy không có chọn em, bạn ấy muốn chia tay á. Dạ đúng rồi. rồi. Nhưng mà có thể là bởi vì em nói là trời ơi mình đã bỏ công sức cho bạn này quá nhiều rồi mà tôi đâu có muốn chia tay như vậy được, tôi không chịu, em không chịu, nó khác với cái việc là bạn kia vẫn đang quen em, hiểu không? Có nghĩa là người ta đã buông em rồi, người ta kiếm người khác rồi, Nói em chịu chung không chịu là kệ em. người ta là kiểu đó, không phải là nói là chia tay chị, nói chia tay xong rồi vẫn âm thầm lặng lẽ lên bạn muốn hẹn hò chơi nhưng mà vẫn quen luôn, vẫn quan tâm luôn. Nói vậy đó chị, thà nói là chia tay dứt khoát thì ok lên trên chơi thì em cũng không nói gì, nhưng mà cái này là vẫn quen luôn. Vậy thì em phải xác định lại tình cảm của em chứ, mình quen mình phải tìm hiểu đúng không? Nên là khi mà hai đứa đã không có thỏa thuận được về cái vấn đề mà công việc, em đâu có đồng ý đâu, và bạn đổ lỗi cho em này nọ, đó là mình hiểu là người này không phải là cùng cùng thế hệ với mình rồi, nói chuyện không hợp rồi, tương lai sao có đúng không? Nên là chị nghĩ là cái đó là mình sẽ rút kinh nghiệm ở sau này đó. Còn cái việc mà bạn không thích mình, bạn đi kiếm người khác thì cái đó chuyện của bạn. Nhưng mà ví dụ như em nói là tại sao lên nó quen người khác mà vẫn quen em, thì cái đó em phải coi lại em á. Có nghĩa là tại sao mình lại để cho một người họ có thể lợi dụng mình được như vậy, hiểu không? Không, Cái tại lỗi vì là của anh ta rồi, chị không có nói là anh nó không có lỗi đâu, nhưng mà ở phía mình á, mình phải bảo vệ mình được bằng cách là mình phải nhận diện ra mấy cái thằng sở khanh, hiểu không? dạ ví dụ mà tính em thương bạn nó thiệt tình, với lại em cũng lị đó chị. Đúng rồi, nghe là biết em lị rồi, em không có buông được đó, mặc dù không có hợp với. Nghỉ nhà này nọ kia là đã không thương lượng được cái đó rồi thì sao mà đi xa hơn được. Đó. Đúng không? Dạ Em là sinh năm bao nhiêu Thảo? dạ em sinh năm 93. Rồi, vậy bây giờ là mình muốn tìm bạn trai như thế nào? Nói chung em tìm bạn trai thì nói chung là không cần già lắm, nói chung là có đi làm miễn có cố gắng là được. Ngoại hình, công việc, tuổi tác, quê quán luôn em. Quê quán thì miền Nam chị, hoặc là Sài Gòn. Còn ngoại hình thì nói chung là vừa người, nhìn được là ưa nhìn là được. Rồi, em là đang sống ở đâu? Dạ em đang sống ở Gò Vấp đó chị. Mình thuê nhà hả em? Dạ em ở trọ. Rồi, bây giờ thì chịu làm dâu được không? Ý là đi theo chồng được không? Về quê đồ được không? Dạ được chị, bình thường. Rồi, bây giờ còn qua lại với bạn Kha đó nữa không? Dạ không chị. Rồi, Là bao lâu rồi em không qua lại? Dạ từ ngày chương trình phát sóng em không qua lại nữa. Nói chung là em cũng chặn luôn. Nhưng mà em có thực sự là muốn tham gia chương trình không, hay là lấy lên chương trình rồi kiểu như là cũng muốn làm lại, tôi cũng có tham gia chương trình. Không, nói chung là em muốn tham gia thiệt đó chị. Thiệt nha, Dạ chắc chưa, chứ tôi thấy còn nặng tình quá vậy trời. chắc Chị đâu chốt coi ca này sao chị ơi. không, bạn muốn tham gia thì mình cứ để bạn tham gia thôi, nhưng mà dĩ nhiên là mình phải nhìn nhận ở góc độ của mình á. Thảo biết không? Mình kiếm hạnh phúc của mình, còn người khác thì mình không thể trách người ta tại sao bỏ tôi được hết trơn á, mà mình trách tại sao mà người ta không yêu được mình thôi, mình như thế nào, hiểu không? Cho nên nếu mà người ta không yêu mình thì thôi em đừng có, nãy em nói từ lị tình là chị cũng nghi nghi chỗ đó rồi, tại vì em vẫn còn uất ức lắm, kiểu tức là đang quen tôi mà lên nó kiếm người yêu, trời đất ơi, Khóc như vậy luôn hả? á. Mình biết cái thằng sở khanh đó, mình chia tay cho sớm Em nghĩ là em nha. may mắn Cho đi nên là nếu nha. mà rồi Dạ nếu mà được chọn thì chương trình sẽ liên lạc lại cho mình, nhưng mà như chị nói đó, cái bạn Kha này rồi rủi rồi nhắn tin đồ lại cho em, rồi em có quay lại hay không nữa là mệt nữa. không chị không có nhắn đâu Bây giờ nhiều khi bạn nó còn đang quen, đang vui vẻ rồi rủi chia tay bạn gái cái kiếm lại em à, rồi lúc đó là em sao nha, em thấy dạ còn chắc lị không tình lắm có nè. đâu chị ơi. Cái bạn Kha này làm giáo viên tiếng Anh mà đúng không? Dạ đúng rồi, hồi xưa là em quen là lúc đó là bạn đó là chỉ là chị gái thôi, chung là hai đứa bắt đầu từ từ hai bàn tay trắng đó chị. Ok em. Rồi. Rồi thế á Thảo nha. Dạ Rồi. Tin giùm em nha. à, chị là Hoàng Thị Ngân, chị năm nay sinh năm 1975. Chị đang kinh doanh và tại nhà, chị ở Quốc Oai, Hà Nội.
À, chị kinh doanh về gì đó chị? Chị kinh doanh về nhà hàng ăn uống và cà phê đồ uống. Coi như là chị là mở nhà hàng đồ đó đúng không? Đúng Chủ rồi em. nhà hàng cà phê đó đúng không? Đúng rồi em. Rồi, coi như là bà chủ đó. Vậy thì bây giờ chia sẻ giùm em, bà chủ vậy là tự tin nói chuyện rất là ok rồi nè. Thì chị tự tin chủ động, chị chia sẻ giùm em về bản thân chị, điểm mạnh, điểm yếu, đường tình duyên của chị thì như thế nào luôn giùm em ha. Rồi em mời chị. Chị cũng chưa là va chạm cái này cho nên chị cũng Không, chưa chưa cái biết này chỉ gì. là giới thiệu và nói về Dạ. mình thôi chị, dễ lắm. Dạ rồi, chị nói giùm em ha, thiếu cái gì em sẽ hỏi thêm nha. Dạ. Chị thì chị kinh doanh chị chỉ biết về cái mặt kinh doanh của chị thôi, còn thì ra mạng ra xã hội bên ngoài thì chị cũng không được tự tin lắm. Dạ rồi, vậy thì chị có những cái giờ giỏi kinh doanh, vậy thì về cái chuyện nấu nướng hay là cái điểm yếu của mình là cái gì chị? Chị thích về nấu nướng và chị thích về cái ngành kinh doanh của chị. Tại vì chị đang đi trên xe là cũng không được tiện lắm, nói chuyện không được tiện lắm. Em có nghe được không? Em nghe được ạ. Rồi vậy chắc mình nói nhanh cái phần về đường tình duyên đi, chị có kết hôn lần nào chưa ạ? À chị có rồi, chị kết hôn. Chị kết hôn là 30 năm rồi. Rồi sao mà Ba chị chia sẻ 30 về năm. cái hôn nhân đó. Dạ. 30 năm rồi thì ông xã nhà chị mất hơn 10 năm rồi. Hiện tại chị có ba cháu. Dạ. Một cháu 30 tuổi thì làm y đang ở bên Hàn Quốc, còn một cháu thì giáo viên dạy ba lê. Lấy chồng rồi. Còn một cháu thì đang đi học phổ thông. Dạ, coi như là ba người con. Rồi bây giờ nhưng mà cái điều kiện chị thì lý do làm sao mà chị không tìm được người yêu? Chị cũng không biết, chị cảm thấy là hình như là mình không có duyên ấy. Như thế nào ở ngoài chị cũng thấy là chị bán hàng với chị cũng thấy va chạm rất là nhiều người ấy, nhưng mà chị lại không gặp được ai ấy. Dạ. Chị không 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 được gặp được ai không đúng duyên hay như thế nào ấy, mà chị cũng thấy khó. Chị thấy là lắm đêm chị không ngủ được, chị bảo chị là chị xem đi, chị muốn thử lên xem là có gặp ai hợp được không Để coi bây giờ, vậy thì để coi cái tiêu chí của chị khó không nè. Chị muốn tìm cái người như thế nào? Chị mô tả giùm em ngoại hình, công việc, tuổi tác cụ thể luôn. chị cũng đến tuổi chị thì để mà kiếm một người công việc tốt thì chắc là cũng không không có, nhưng bây giờ của chị thì chị cũng muốn kiếm một người là ví dụ như là hơn chị khoảng 5 7 tuổi hoặc chục tuổi gì đấy. Công việc thì cũng không cần là phải gì quá, nhưng mà miễn là cũng phải có thu nhập hoặc là có lương, để bởi vì bản thân chị là cũng không có lương, cũng chị cũng đang sống từng ngành tự do thì chị muốn là mai kia già để hai người để có một cái đồng tiền lương hay gì của người ta đấy, thì mình cuộc sống của mình nó tự tin hơn. Đến lúc ý mình cũng hiện tại là chị cũng không phải là thiếu thốn hay là không phải là gì, nhưng mà về cái tuổi già thì chị cũng không biết được, cho nên là chị cũng muốn có một người đàn ông để chị vững mạnh, chị dựa dẫm về cái vừa tinh thần là vừa về cái Dạ đấy, một cái cuối rồi, cùng thôi. về cái việc mà người đó người ta ly hôn, người ta đang nuôi con được không chị? Cái đấy đúng rồi, thì bây giờ thì chị tìm thì đúng là chị cứ tìm những cái người người ta không vướng mắc gì như chị, người ta sống tự do như chị chứ. Ừ, đó có thể cái đó là cái phần khó đó, nhiều khi người ta kết hôn trễ, người ta có con trễ sao. Không, nếu mà có quan thì chị không, nếu mà đòi hỏi như thế thì chị không, chị không, chị có 3 đứa con rồi mà con gái chị lấy chồng rồi hết rồi, nhưng mà bây giờ còn mới cậu con trai nữa, chị cũng vất vả, chị vất vả Không không, ý em nhiều. là người ta cũng đổ vỡ như chị và người ta phải nuôi con, thì cái đó là cái chuyện ngoài ý muốn, và Đúng dĩ nhiên rồi. con người ta nuôi được rồi, chứ chị ba đứa mà người ta không có đứa nào thì nó cũng khó lắm. Có nghĩa là người ta vẫn sẽ nuôi con Không, người ta được, người ta cái không con cần chị. cái đúng rồi, Ừ. cái con cái tuổi của bọn chị thì bây giờ thì không thể tránh được,
Bên nếu mà chị mà cái người mà lớn tuổi hơn mà người ta lấy chồng à lấy vợ sớm ấy thì có thể là con cái người ta lo cho hết xong rồi, cũng có người lấy vợ muộn thì có thể con người ta muộn, thì chị nghĩ là con người ta cũng như con chị thôi. Ai Dạ, đồng ý đúng không? Đó, thì ý là em là vậy đó. Chị ok ha. Ok. Rồi, rồi cái công việc anh đó thì chị có không thích ngành nghề nào không? Không, chị cứ miễn là người ta có ngành nghề, nhưng ngoài cái ngành nghề mặt xã hội ra thì chị không thích. Là sao chị? Mạng xã hội là Là sao? Chưa hiểu. kiểu như là dân xã hội ấy. À, trời chắc không tới nỗi vậy đâu. Nhưng mà ví dụ làm tài xế, làm bảo vệ rồi thì được không? Em hỏi Cái thử thôi, chứ nhiều gì khi em biết chị không cũng chịu. biết, cái gì cũng không sao. Chị cần cái trình độ đồ không, kiểu như vậy đó. Chị cũng đơn giản mà, chị cũng không có đòi hỏi gì đâu. Nhất là được một cái người nào người ta cũng có tuổi một chút rồi cũng được thôi, Dạ mà người ta có một cái đồng lương ổn định ấy, thì dạ mai mốt về thì nếu mà về già kiểu là hai bên không không phải sống dựa dẫm vào nhau ấy, dạ chỉ rồi dựa chị nhà nhau cao không bao còn. nhiêu vậy? Chị chị cao cao bao một nhiêu? chị cao 1m55. Chiều cao của chị á. 1m55 Dạ, rồi anh nói mét 6 là chắc cũng được đúng không? rồi, 1m6 cũng được. Dạ, rồi ok chị. Rồi nếu được chọn thì bên em liên lạc rồi chắc chị vào thành thành phố Hồ Chí Minh chị ghi hình được đúng không? Chị đi được. Dạ.